Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ nói về một chủ đề, đó là những điều cần thiết trong các quan người 1v1. Và để bắt đầu cho vấn đề này thì mình xin chia sẻ như thế này. Khi mà anh em sử dụng những động tác tuyệt kỹ, rất là đẹp, rất là hữu hiệu để vượt qua hậu vệ, thì mục đích cuối cùng vẫn chỉ là vượt qua hậu vệ thôi. Và nó không cần phải là những kỹ thuật rườm rà, phức tạp hay hoa mỹ đẹp mắt. Có thể làm đẹp là có thể là do ý thích của anh em muốn như vậy, hoặc là phô diễn cho những cổ viên của bạn bè mình xem đó. Nhưng mà những cái kỹ thuật hiệu quả nhất chỉ là những cái kỹ thuật đơn giản như thay đổi tốc độ, thay đổi hướng di chuyển để làm cho hậu vệ nó mất thăng bằng. Và lúc đó là sơ hở, hậu vệ họ sẽ sơ hở và mình sẽ tấn công vào cái điểm sơ hở đó, hạ gục hậu vệ và chiếm được những cái vị trí thuận lợi và ghi bàn. Và điều đầu tiên mình muốn chia sẻ với anh em ở đây đó là khi không chế bóng đối diện với hậu vệ thì luôn phải để cho bóng nó di chuyển như thế này. Đừng để nó bóng nó đứng yên, phải luôn để bóng nó di chuyển. Hậu vệ sẽ bị dồn vào thế bị động, họ sẽ không thể nào họ dám ập lên liền. Vì khi mà họ ập lên liền, anh em di chuyển tiếp thì họ có thể bị gãy. Điều thứ hai mình muốn chia sẻ với anh em đó là sử dụng tốc độ để vượt qua hậu vệ. Nếu anh em tự tin vào tốc độ của mình thì cái cách qua người đơn giản nhất chỉ là đẩy bóng thật nhanh và chạy qua họ. Đó là cách đơn giản và hiệu quả nhất mà rất nhiều cầu thủ nổi tiếng trên thế giới thường hay làm. Gareth Bale chẳng hạn, anh ấy chỉ cần đẩy bóng một nhịp và lao thật nhanh vượt qua hậu vệ. Đó là một cách rất đơn giản hiệu quả, nhưng anh em phải tự tin vào cái tốc độ của mình. Điều thứ ba mình muốn chia sẻ là phải vừa khống chế bóng vừa quan sát hậu vệ. Tại nếu như anh em đang khống chế bóng mà chỉ lo nhìn vào quả bóng, anh em sẽ không thể biết được hậu vệ đang ở đâu và hành động của hậu vệ đang là gì. Chúng ta phải vừa khống chế bóng, chúng ta vừa quan sát hậu vệ thì chúng ta phải mới thấy được cái sơ hở của hậu vệ là ở đâu, chúng ta tấn công vào cái điểm sơ hở đó. Nhưng cơ bản thì anh em vẫn phải tập khống chế bóng bằng cách nhìn vào bóng trước. Sau khi mà anh em đã nhường nhuyễn cái kỹ thuật cá nhân rồi, lúc này vừa khống chế bóng vừa quan sát hậu vệ. Điều thứ tư mình muốn nói với anh em đó là hãy chiếm vào khoảng không phía sau lưng của hậu vệ. Thường á thì hậu vệ mà họ biết cách phòng ngự mà sẽ hơi đứng hơi xéo xéo như thế này, thì lúc này điểm sơ hở của họ là phía sau lưng. Mình thấy đi bóng qua sau lưng họ như thế này đấy, thì họ hậu vệ sẽ dồn trọng tâm chân trụ về sau là mất thăng bằng, họ không thể nào mà họ xoay một vòng 180 độ về để theo. Còn nếu như họ di chuyển bẻ người theo hướng này thì họ vẫn đi sau mình vẫn có thể vượt qua họ cách dễ dàng. Và điều thứ năm mình muốn chia sẻ với anh em đó là hãy dẫn bóng ngược hướng di chuyển của hậu vệ. Mình chỉ cần đẩy ngược hướng di chuyển của họ thì họ sẽ tuôn vào là hậu vệ bị hớ. Họ muốn theo được anh em á thì họ phải tuôn xuống và họ phải dừng chân tay người dí theo. Họ sẽ mất rất nhiều thời gian và nhiều địa nhịp để theo đuổi anh em, trong khi mình chỉ cần một bước di chuyển là mình có thể vượt qua họ. Điều thứ sáu mình muốn nói ở đây đó là hãy sử dụng được động tác giả nếu cần thiết. Ok, step over hay scissor, step over này, scissor này, step over này, đó là những cái động tác giả hữu hiệu hoặc body feint là những cái động tác giả rất là hữu hiệu để vượt qua hậu vệ. Chúng ta chỉ cần làm động tác giả trước và quan sát coi hậu vệ là có đổ người theo hướng, có đổ trọng tâm theo cái hướng động tác giả hay không, lúc đó ta đi hướng ngược lại. Chỉ cần bạn đánh lừa được hậu vệ, họ đột dồn trọng tâm về một hướng và sau đó chúng ta đi vào hướng ngược lại của hướng trọng tâm đó, thì chúng ta sẽ hạ gục hậu vệ một cách dễ dàng. Trong cách qua người 1v1 thì chúng ta phải xem sau lưng của hậu vệ thứ nhất có ai bọc lót hay không. Nhiều khi hậu vệ thứ nhất họ chừa khoảng trống để cho mình vượt qua, như hậu vệ thứ hai đằng kia họ sẽ bọc lót cho hậu vệ thứ nhất. Chúng ta vượt qua hậu vệ thứ nhất, hậu vệ thứ hai họ có thể tắt vào. Mình vừa vượt qua hậu vệ thứ nhất thì hậu vệ thứ nhất phía sau lưng mình, hậu vệ thứ hai bọc lót phía trước mình. Tình huống 2-1 này sẽ làm cho mình rất là đau khó chịu. Nếu anh em tự tin kỹ thuật của mình giống như Messi, tốt, thực hiện thôi, vượt qua cả hai hậu vệ.
Còn nếu chị thương anh em chưa hoàn hảo thì tốt nhất là nên tìm một cái phương án tấn công khác chỉ cho đồng đội. Những tình huống mà hậu vệ đã bóc lót thì khó mà có thể là mình có thể tấn công tiếp được. Vừa rồi là những điều cần biết trong cách qua người 1v1. Anh em hãy ghi nhớ và tập luyện mỗi ngày, vì chỉ có tập luyện thì anh em mới có thể mau chóng tiến bộ được. Nếu anh em thấy video clip này hữu ích thì hãy like cho video clip này nhé. Và đừng quên subscribe channel YouTube của mình, vì sẽ còn rất nhiều video clip khác đang chờ đợi anh em. Mình là Thi, xin chào và hẹn gặp lại.